Tôi Phùng Ngọc Tinh à, xin à, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022, hai buổi chiều ngày thứ bảy. Thế thì à, như các bác đã mà nào mà theo dõi kênh YouTube của tôi thì đã thấy rất là rõ đó là đã lâu rồi tôi không có làm một cái video clip nào về gốm sứ cả. Và trong gốm sứ thì những nhiều bác theo dõi trên uh, tôi những bài tôi chia sẻ trên Facebook hoặc là trên YouTube thì sẽ thấy rất là rõ là tôi có một cái niềm đam mê có thể nói là rất là mãnh liệt đến một cái dòng men độc sắc đó là dòng men ngọc tuy nhiên thì thời gian cũng cách đây vài năm thôi thì tôi bắt đầu đọc tài liệu bắt đầu từ những tài liệu về, về nhà, cuốn khảo về đồ gốm Trung Hoa của tác giả và nhà sưu tầm nổi tiếng của Việt Nam là tác giả Vương Hồng Sển. Và sau đấy kết hợp với một số tài liệu của nước ngoài và theo dõi các cái phiên đấu giá thì tự dưng tôi lại thấy có một cái niềm hứng thú và một cái sở thích đặc biệt. Tôi có thể nói là nó chiếm khá nhiều bên cạnh dòng gốm bên ngọc thì nó chiếm khá nhiều cái cái tâm trí của tôi. Và gần đây thì có một phần là do cái chưa đã hoàn toàn là hữu duyên và một phần là do nguồn kinh tế nguồn lực tài chính tương đối hạn hẹp thì tôi cũng chỉ có siêu tầm được vài món thì hôm nay xin được làm một cái video clip để được giới thiệu hay nói khác để được khoe với các bác cùng đam mê thì các bác biết rồi trong tất cả video clip trước mà tôi đi trao đổi thì tôi có một nguyên tắc đó là mà nguyên tắc rất là quan trọng đối với những người làm video clip đó là không nổ có nghĩa là gì tôi sẽ nói thẳng nói thật tất cả những gì mà tôi biết và tôi nghĩ về cổ vật điều đó cũng có nghĩa rằng tôi không biến đồ non tuổi thành đồ sâu tuổi cũng không khẳng định những cái đồ Uh, bình thường trở thành đồ ngữ dụng hay gì đó mà có sao tôi nói vậy và vì vậy trong các cái uh, các bác đã biết rồi cái kiến thức về cổ ngoạn kiến thức nói chung và kiến thức về cổ ngoạn nói riêng thì nó vô cùng mênh mông cho nên là trong quá trình trình bày của tôi hoàn toàn có thể sai về mặt kiến thức thì đó cũng chỉ là do sự nhầm lẫn hoặc là do thiếu hiểu biết chứ không phải do sự cố tình nói như vậy để mong các bác à, thứ nhất là nếu thấy tôi nói sai thì mong thông cảm và châm trước hộ và đồng thời nữa là có thể góp ý phản biện giúp để tôi tiếp thu À, cái vấn đề thứ hai là các bác biết rồi tôi chưa mua hoặc bán bất kỳ một cái món gốm sứ nào ở trong nước cả. Và vì vậy tất cả những bài trình bày của tôi về giới thiệu gốm sứ hay khoe với các bác thì không có mục đích không có mục đích quảng cáo không có mục đích bán hàng và vì vậy tôi sẽ nói một cách rất là vô tư thế thì trên tinh thần như vậy thì tôi sẽ xin được uh, giới thiệu với các bác nhé và bây giờ để bắt đầu thì tôi xin được giới thiệu với các bác một số những kiến thức cơ bản về cái dòng men thúy hồng hệ thứ nhất là về mặt tên gọi thì ở Việt Nam thì các bác biết rồi có một số bác thì gọi là men thúy hồng một số bác gọi là túy hồng nhưng mà nói chung thôi về bản chất à, là một chứ không có gì khác nhau cả. Thế còn đối với nước ngoài thì về mặt tiếng Anh thì người ta gọi là odd blood có nghĩa là là làm huyết bò màu huyết bò, men màu huyết bò. Đấy, các bác nhìn thấy mấy món trên trên này nó màu đỏ phải không ạ? Còn theo tiếng Pháp thì nó gọi là sang đầu búa thì đó là theo tiếng Pháp. Còn uh, theo tiếng uh, tiếng Trung quả thật tôi cũng không nhớ nhưng người ta hình ta gọi là lang giao gì đó. Thì đấy là theo theo tiếng Trung. Thế còn cái lịch sử cái quan trọng cái lịch sử của cái dòng men này nó như thế nào? Thì nó bắt đầu từ vào đời vua Tuyên Đức, tức là vào đầu thế kỷ 15. Mà vua Tuyên Đức thì các bác biết rồi, thời gian trị vì của ngài tương đối ngắn, À, chỉ có trong có một thập kỷ thôi. Từ năm 1426 cho đến 1436. Tức là tương đương với thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn. À, do Lê Lợi đấy. À, và quân sư Nguyễn Trãi phải không ạ? Thì các bác biết rồi. À, trong thời, không hiểu sao mà trong thời kỳ có 10 năm. Trị vì của đời vua Tuyên Đức thì đã có sản xuất một số cái dòng đồ men thúy hồng và những cái dòng đồ này mà còn lại cho đến ngày nay thì rất là quý và hiếm mà đã quý và hiếm thì đương nhiên cái giá thị trường của nó cũng sẽ rất là cao và cũng không hiểu vì sao mà sau đời tuyên đức thì cái dòng men này tự dưng bị thất truyền, tức là không người ta không còn sản xuất nữa. À, các cái đời vua minh sau 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 này là thợ các thợ gốm ở lò cảnh đức chấn đã cố gắng à, bắt trước để làm lại các cái dòng men này nhưng đều không thành công và phải đến đời khang Hy tức là đời thanh đầu thế kỷ 18 thì người ta mới làm lại được cái dòng men thúy hồng này và chất lượng thì vẫn kém so với đời tuyên đức một chút à và nhân nói về bất kỳ một cái đồ gì quý và hiếm thì các bác biết rồi không hiểu vì sao ở việt nam ấy, có một số ông vua đồ cổ hay là những các cái nhà siêu tầm gọi là tầm cỡ quốc tế hay gì đó người ta cũng có một vài món và cũng không hiểu sao biến được đồ đời nhà Thanh trở thành đồ nhà Minh tức là đời Tuyên Đức thì các bác biết rồi đằng sau nó là cái mức giá và thậm chí có những cái món mà của một nhà sưu tầm Hà Nội bằng những cách gián tiếp nào đó hay những nguồn tin nào đó người ta đã đưa nó vào đời nhà Minh nhưng về bản chất thì nó chỉ là đồ đời nhà Thanh mà thôi và đã được giới thiệu là cái một cái an mà chủ nhân giới thiệu à, đặt tên là An Trinh Nữ Cũng là một dòng Thúy Hồng à, Căn nhà nó, giá trị của nó đã Tương đương với một căn nhà ba tầng Ở phố cổ Hàng Bún Thuộc quận Hàn Kiếm, ở Hà Nội à, Một ngôi nhà ba tầng ở, ở phố cổ Hàng Bún Thì các bác hình dung cái giá của nó Nó kinh khủng như nào Chắc đơn vị phải tính bằng triệu đô rồi Chắc chắn rồi Đấy. Thế thì à, mà như tôi tìm hiểu thì tôi thấy là nó chỉ là đồ đời thanh chứ không phải đồ nhà minh thứ hai nữa thì có một món nó là hai cái trái trái liệu cũng thuộc dòng men thúy hồng của ông vua đồ cổ sài gòn cũng được ngài giới thiệu được đời nhà minh mà thực chất thì cái món này tôi còn nghĩ là nó không đạt đến đời nhà thanh nữa mà nó có thể là có thể là đầu thế kỷ 20 hoặc muộn hơn chút tức là sang đến đời Trung Hoa Dân Quốc rồi. Thế thì tại sao nó lại như vậy thì tôi sẽ, khi tí nữa tôi sẽ giải, giải giới thiệu các món của tôi tôi sẽ nêu quan điểm của tôi với các bác. Đây. hy vọng các bác sẽ xem hết video. Thì đó là dòng men Thúy Hồng. Thì sang đến đầu thế kỷ 18, tức là vào đời Khang Hy thì người ta đã khôi phục lại được, bắt chước được cái dòng men của đời tuyên đức tuy nhiên thì đến đến năm đời ung chính tức là sau đời khang hy ấy, năm 1727 thì người trung hoa lại có một bước tiến nữa là người ta lại làm được cái men gọi là men thui trong lửa tiếng pháp nó gọi là glazed thì men thui trong lửa này nó như thế nào đó là những cái giải màu màu tím màu xanh da trời hay là màu nước biển vân vân hoặc là thậm chí là màu xanh 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 một số những cái màu xanh khác nhau là những cái giải màu xen kẽ vào men thủy hồng thì năm 1727 thì đến đời vua chính người thợ ở cảnh đức chấn người ta lại kết hợp được Đấy, một cách rất là thần kỳ hai cái dòng men này gọi là men thui trong lửa và cả tất cả những cái dòng men này thì đều do chất phần lớn là do một cái chất cơ bản đó là chất ten thau hay ta gọi là chất uh, chất hợp chất của đồng ấy nó tạo nên cái màu sắc này đó thì ở đây sau đây tôi sẽ xin giới thiệu lần đầu với các bác một số những cái món thì trước tiên để nói về các cái này thì tôi lại để thống nhất với các bác một chút cái dòng men và màu những cái giải màu màu đỏ đỏ, màu xanh xanh, tím tím, màu xanh da trời vân vân. Những cái giải màu kết hợp bên này thì không phải đến đời ung chính người ta mới biết làm. Mà thực tế những cái màu sắc đấy nó đã có từ thời nhà Tống Tức là vào những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ thứ 12. À xin lỗi đến thế kỷ thứ 10 đời nhà Tống, đến thế kỷ thứ 13 Dạ đúng rồi. Đến thế kỷ 13 tức là thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 13 ba đời nhà Tống. Thì người ta đã làm được cái men nó có cái cái giải màu màu tím tím, màu xanh da trời vân vân, xen kẽ vào. Nhưng xen kẽ vào ở đây lại trên men dòng men run Tức là một trong năm dòng men nổi tiếng đời nhà Tống. Rồi, ví dụ như ở đây tôi có một cái bát mà tôi được xác định nó vào đời nhà Nguyên, tức là sau đời nhà Tống một chút. Đây, các bác thấy là đây này những cái giải giải men đấy màu tím tím các bác có nhìn rõ không? Đấy, tôi tôi xin cố gắng đưa làm sao để các bác có thể nhìn rõ đấy, những cái giải này nó đã có từ đời đời nhà tống đời nhà nguyên rồi. cho nên chính vì vậy mà nó không phải là phát minh mới của đời nhà thanh mà đời nhà thanh thì nó có nó đặc biệt ở chỗ là nó kết hợp với cái mềm màu men men thúy hồng men huyết bò này này đấy chứ không phải là đến đời 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 nhà thanh người ta mới có cái dòng men những cái giải màu xanh xanh tím tím này đấy các bác cũng nhìn thấy đây là một cái giải màu xanh xanh tím tím ở trên men run đấy các bác cùng nhìn nhá đấy đời nhà nguyên thế thì vâng bây giờ quay trở lại tôi sẽ được như thường lệ tôi sẽ cố gắng ngồi gần hơn để giới thiệu với các bác từng món một nhé. Thì trước tiên tôi xin giới thiệu với các bác ở đây. Đó là một cái an rửa bút. Nó thuộc về những cái đồ trong văn phòng tứ bảo ấy, phải không các bác? Đây mà các bác cùng nhìn. Đây là cái nền men chính của nó. Đó là màu huyết bò. Nhưng bên cạnh đấy các bác thấy là có những cái sen kẽ, những cái màu mà màu trắng hơi ngả xanh. Đấy, và các bác nhìn thì có thể rất rõ các đường dạng phải không ạ? Đồng thời, đó, ở đây các bác thấy là màu sen kẽ lẫn vào với nhau giữa hai loại màu trắng xanh, màu men trắng xanh với màu hết bỏ. À, cái 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 này rất là đặc biệt. Đấy và ở đây này chỗ này thì lại cái màu hết bỏ nhạt hơn một chút và cái màu trắng xanh nó lại mạnh hơn một chút. Đấy các bác thấy rất là rõ xung quanh có phải không ạ? Đấy nó tạo ra cái màu sắc càng nhìn càng thấy đáng yêu. Và cái cái này các bác nhìn thấy này, vô cùng tròn trịa và cân đối. Người ta làm tròn lắm. Có thể trong video này nó cái cách đặt vị trí ở, ở của tôi giới thiệu đây có thể nó không ấy nhưng mà thực ra nó cực kỳ tròn trịa, trơn tru và cân đối. Đấy, thể hiện là cái tay, tay thợ ngày người xưa người ta làm rất là khéo và bên trong là men trắng và có các kiểu dạng đấy các bác cùng nhìn đó. và đặc biệt ở đây món này theo tôi về niên đại thì khả năng là đồ nửa sau của thế kỷ 19 ấy nhưng các bác nhìn thấy này thông thường cái dòng men 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 huyết bò này này nó rất dễ bị chảy trong lò tức là nó tạo ra các cái giọt lũy dày mỏng men ở đây và nó lan tràn lên trên trên cái lớp cốt này này và thậm chí nó phủ tràn của ca cái lớp cốt này và nó tạo ra cái cái độ vênh đứng không thăng bằng ở trên trên mặt bàn và người ta phải mài nó đi cho nó nhẵn nhưng ở cái này thì gần như kết thúc men rất đều và gọn ghẽ đấy các bạn thấy này các bạn hãy cùng nhìn nữa tôi để này vì kết thúc men rất đều và gọn ghẽ đấy tuy nhiên không hoàn toàn tuyệt đối, vẫn có một số các cái men nó nó nó, nó bị hơi chảy ra một chút và người ta cũng đã phải mài bớt cái cốt này đi để nó tạo ra đây các bác cùng nhìn này, các cái vết này. Mặc dù không nhiều lắm, mặc dù rất là ít, nhưng đồ cuối thế kỷ 19 mà kết thúc men được như này, tôi cho, tôi cho rằng đây là một món xuất sắc. Đó là một cái an rửa bút, đồ dùng trong văn phòng tứ bảo. Đấy. Đấy, các bác cùng nhìn nhá, đây là món thứ nhất, tôi rất là yêu cái món này, Đấy, mời các bác cùng nhìn cái cốt tê ten chỉ sắt này, màu sắc vô cùng tự nhiên. Đấy. và món thứ hai thì cũng là một cái an rửa bút, Đấy, tôi để yên một chút để các bác cùng nhìn này, bây giờ tôi sẽ xoay đi để các bác cùng nhìn cái nước men, Đấy, màu huyết bò, Đấy. Đấy, nó ngơi màu thời gian nên nó thẳm, nó ánh và nó rất có màu thời gian phải không ạ? Đó. Đó. Và các yếu tố lạc tinh này, đây là cái vành miệng. Vành miệng các bác nhìn thấy có những cái có cái dài dài này này, màu xanh màu tím lẫn vào với men thúy hồng phải không các bác? Đó, đó chính là gọi là men thui trong lửa. Như vậy thì nhìn cái dấu hiệu của cái 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 này thì các bác nhận ra ngay đây chắc chắn là đồ đời nhà Thanh Chứ không thể là đồ đời nhà Minh được Đúng không các bác Bởi vì nó có cái men thui trong lửa cái Flamble Clay Ở đây xung quanh đây này Và giải dọc Khắp đây nó, nó cũng đều có những cái đốm Đốm men thui trong lửa Lẫn vào với men thúy hồng Đó. Và cái này cũng như cái vừa nãy Rất là cân đối và trơn tru Bên trong lòng Cũng là Men dạng các bạn ạ, đó, Đấy, các bác nhìn thấy cái nước men nó bóng ngời màu thời gian, và đây là các yếu tố lạc tinh này các bác cùng nhìn đây này, các cái yếu tố rất tự nhiên của nó, và đặc biệt đây cái này thì rõ nhất, đó là các bác nhìn thấy đây, đây là cái cái cái, cái phần cốt ở đây ở trong cái lòng chuế đế này rất điển hình màu sắc của đồ um, men thúy hồng và đồng thời ở đây thì cái men chảy lang ra này Lang tràn ra khỏi chôn đế Và người ta đã phải mài đi Các bác nhìn thấy rất là rõ các cái vết đứt gãy của men Do bị mài Đấy, Các bác nhìn rất là rõ Men rất là dày à, các bác Và nó ngơi màu sắc thời gian này Đấy các bác cùng nhìn này Đó. Các bác có nhìn có rõ không ạ? Đó Và đây cũng là một cái ang rửa bút Và theo tôi niên đại cũng vào nửa sau của thế kỷ 19 Đời nhà Thanh Còn món này thì lại đặc biệt hơn là Nó lại có Cái chất uh, Chất chất uh, Ten thau này này Tức là chất đồng ấy Nó hợp chất của đồng Nó tạo thành phần chính trong men này Nó cũng đồng thời là tạo ra cái màu Màu xanh các loại và cái này thì nó dạng rất là nhiều và nó có những cái vệt màu đỏ thúy hồng giải khắp xung quanh và bây giờ tôi sẽ để gần hơn để các bác cùng nhìn cái cái sự bóng màu thời gian của nó à, và các đường dạng và trôn đế cũng như cái An rửa bút vừa xong các bác nhận ra này và phía dưới trôn đế ở đây cái phần này cũng có cái phần bị mài bị sửa để cho nó tạo ra thành cái mặt phẳng về các bác Đó. Và đây nó có cả những cái chỗ mà nó tạo ra cái quá trình nung ấy, nó bị cháy, nó bị cháy một số men. Đấy các bác nhìn rất là rõ. Và bên trong ở đây cũng là dạng. Đấy các bác nhìn thấy này, miệng. Và cái này theo tôi là đồ cuối thế kỷ 19. À, và các bác ta cùng nhìn kỹ này. Đó. À đây. Các bác có nhìn rõ ạ? Đó. Còn món này, đây là một cái bình cũng thuộc dòng men thúy hồng để tôi sẽ để cận như này để các bác cùng nhìn nhé ừ, cái dòng thúy hồng này nó có một cái đặc điểm rất là lạ là để để tôi tôi để trong khu ánh sáng hơi tối một chút để ánh sáng gần gần hé hé mặt trời qua cửa sổ để vào lúc ánh đèn điện hay mọi lúc mọi nơi ở khoảng cách xa hay gần nó đều nhìn lên một toát lên một cái màu rất là đẹp và nhìn gần thì nó có độ thẳm lại nhìn rõ được các đường dạng và cái màu 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 uh, thúy hồng này càng nhìn càng mê các bác và ở cái này thì bên trong các bác có thể nhìn ra rất là rõ đó cũng có yếu tố là men thui trong lửa nhất là phía bên trong và bên trong cũng là các cái đường dạng đó. đó, các bác cùng nhìn kỹ này các bác cùng nhìn này đó việc thể phía bên trong và nước men này đó, các bác nhìn thấy màu sắc màu thúy hồng của nó đẹp không đấy và và đây là cái chôn đế đó chôn đế này các bác thấy là cái phần màu trắng này, này nếu bác nào màu men trắng ở trong lòng này, này nhiều bác mà chưa kinh nghiệm nhiều nhìn về men thúy hồng ấy, thì các bác nhìn thấy cái chôn đế này cái men màu trắng này này Cũng có thể kết luận được đây chính là cái men Của đồ Chuẩn cổ Hay nói khác, theo tôi nhận định là món này là món Cuối thế kỷ 19 Đó, các bạn cùng nhìn Nước men, nó có cái độ ngả màu thời gian của nó Và món này Mặc dù men ở đây là khá là đều Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi Thì món này cũng đã bị mài 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 đi Do cái cái men này nó đã bị phủ không đều nó tràn qua cả cái phần chuôn đế và đã bị người ta mài đi đó, các bác cùng nhìn một lần nữa các bác nhìn thấy bên trong ừ. à, tôi cầm trực tiếp trên tay và tôi soi cả cái lúp nữa thì nhìn các cái đường dạng ở bên trong lòng của cái bình này thì khẳng định được ngay chắc chắn là đồ cuối thế kỷ 19 chín và các bác ngắm lại một lần nữa Vâng, còn đây Đây mới là một cái món mà Tôi tầm đắc nhất Mặc dù nó là đồ thương binh Thương binh thậm chí còn thương binh nặng Thì cái điểm nhấn của cái bình này Bình này thì bình thường này Nó cao đã khoảng tầm Đây là bị vỡ miệng này Mà khi vỡ đi rồi Tôi đo chiều cao của nó cũng có, có khoảng, khoảng 3 năm 36 phân sau khi đã mất chiều cao đi rồi và ở phần cổ bình thì các bác thấy là người ta đắp nổi một con rồng, con rồng này có bốn móng, đây đây là phần đầu này, đầu rồng này, Đấy. sau đó đến thân này, Đấy. chân có bốn móng các bác nhìn rất rõ này, đó. rồi Đấy. con rồng khá là dài, phải không ạ? đó đây là phần đuôi rồng đấy các bác cùng nhìn thấy và bây giờ tôi sẽ để gần hơn để các bác cùng nhìn và cái này có cốt cực kỳ dày uh, riêng cái bình này không nó nặng tầm sắp xỉ 5 kg rồi đấy, các bác thấy cốt nó dày như này mà đó đấy, và ở đây tôi sẽ để gần hơn để các bác nhìn ra cái cái giải men thui trong lửa Đấy, các bác có thể nhận ra không? Đấy, các cái giải màu xanh xanh tím tím giải xung quanh đấy của cái bình này. Đấy, và xung quanh là các yếu tố lạc tinh đây các bác cùng nhìn đây này. Yếu tố nhuốm màu thời gian và nước men của nó bóng màu thời gian. Đấy, các bác có thể nhận ra. Đấy. Và đây. Để nhìn kỹ hơn các bác cũng thấy. Đặc biệt các bác nhìn kỹ cái đầu rồng và thân rồng này này. Tôi không hiểu là do vô tình hay là có một cái dụng ý ẩn ý nào đó mà tôi thiên về nó phải có ẩn ý dụng ý nào đó nhiều hơn hay nó sản xuất vào cái thời kỳ nào đó mà ở đây là một con rồng nó giống như trên nền men huyết đỉa như vậy nó điểm tất cả những chỗ thân con rồng này đầu rồng này nó giống như là một con rồng đang bị thương mà con rồng thì trong văn hóa á đông văn hóa trung hoa thì nó tượng trưng cho quyền lực đặc biệt là rồng năm móng thì thường hay được biểu hiện cho nhà vua. Món này thì chỉ có bốn móng thôi. Nhưng mà cái con rồng này nó giống như là con rồng bị thương. Mà càng nhìn càng thấy. À, cũng hơi dùng mình đấy các bạn Đấy các bác giống giống như nó đang chảy máu. Đó. Còn cái chôn đế một lần nữa các bác cùng nhìn. Đấy, giống như mấy cái cái an rửa bút vừa nãy. Các bác thấy ra cái màu sắc của cái chôn đế của nó chưa ạ. Đấy, màu ngà vàng. Và phía dưới chôn đế cũng có do tác dụng của cái men thúy hồng nó ưa chảy tràn ở trong lò nung và vì thế người ta vẫn cứ phải mài đi và gần như những đồ còn sót lại đời tuyên đức đời nhà minh thì gần như là men rất là gọn ghẽ không bị mài đó là cái điều đặc biệt đến đồ khang hy đời khang hy thì vẫn có bị mài nhưng mà nó ít ít hơn còn sang thế kỷ 19 đời cuối thanh thì sẽ bị mài nhiều hơn đó là cái xin có một cái điểm lưu ý với các bác. Mời các bác ta cùng ngắm lại một lần nữa. Và các yếu tố lạc tình này các bác cùng nhìn này. Vô cùng tự nhiên. Các bạn ạ. Đấy. Đó. Các yếu tố thời gian, nước men bóng và các giải màu rất là huyền diệu. Đấy. Càng ngắm càng mê các bác ạ. Và thế còn nhân nói về các cái men và các cái giải thì cái này thì nó không liên quan lắm nhưng mà trong bộ sưu tập của tôi cũng có một cái lọ rất là nhỏ nó là cái người ta gọi là men trứng của một loài chim có tên tiếng anh là robin và đây các bác thấy là đây nó có, có cái giải màu đen loang lổ sen kẽ và lẫn đây này và với mỗi một loại men khác nhau, người ta đều phải có cách pha các cái loại chất khác nhau để nó tạo ra cái màu khác nhau như vậy. Và đồng thời quá trình nung cũng đòi hỏi những bí quyết khác nhau. Và đôi khi người 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 thợ Trung Hoa ngày xưa thì vốn nó làm thủ công khi nung trong lò nó đã hỏa biến và nó 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 đã không muốn nào giống muốn nào. Và đôi khi là do người ta quy cho thần lửa và có yếu tố may rủi, thế nhưng bên cạnh đó thì người người Trung Hoa người ta lại có cái giữ bí quyết nghề nghiệp và đôi khi đấy và đó cũng là có thể là một trong những lý do mà tại sao đến hết đời Vua Tuyên Đức thì không hiểu vì lý do gì người ta giấu nghề nghiệp kỹ quá như nào ấy. mà hết đời Vua Tuyên Đức thì các đời Vua Minh sau này thì cái dòng Men Thúy Hồng nó đã bị thất truyền và, và 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 và, phản mãi đến đời khang hy như tôi nói ban đầu ấy, người ta mới khôi phục lại được cái dòng men này Đấy, và cái men cái bình thương binh và có 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 đắp nổi con rồng ở, ở, trên cổ bình này thì theo tôi khả năng là có thể đầu thế kỷ 19 mà và như vậy thì tôi đã vừa với vừa mới trình bày xong với các bác cái bộ sưu tập dòng men thúy hồng mặc dù số lượng rất là khiêm tốn nhưng cái quan trọng đó là trên cơ sở cái điều mà tôi nghĩ sao nói vậy và tôi biết đến đâu tôi chia sẻ đến đó thì cho phép tôi xin được cảm ơn các bác đã quan tâm dõi và xin kính chào các bác